Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng tổ chức hội thi ca mối nhạc cấp trường năm học 2022-2023. Tham gia hội thi các cô giáo phụ huynh và các bé được thưởng thức 10 tiết mục do các bé ở các lớp chòi mầm lá thể hiện với các thể loại đơn ca, song ca, tấp ca múa và nhảy hiện đại, xoay quanh các chủ đề về bác hộ kính yêu, về thầy cô, tết đến xuân về và tình yêu quê hương đất nước các tiết mục về ước mơ tương lai của các bé các bé đã mạnh dạng tự tin thể hiện các phần thi của mình với sự dàn dựng công phu của mỗi đội các đội đều mang đến hội thi một phong cách biểu diễn riêng gây được ấn tượng đối với người xem và ban giám khảo thông qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các bé tạo cơ hội để các bé được phát triển và thể hiện được tài năng của cá nhân phát hiện bồi dưỡng phát triển tài năng các bé qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào gian quá gian nghệ trong nhà trường nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung